Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Tôi lấy bởi lời gà tưởng bởi man 1 với gà bởi man 2 với gà tưởng ở Ben Nan and my lab and man ban chapter 2 like Tranger and man ban Zoblock phút bởi lời gà tưởng ở Ben Nan. Đây là một trò chơi mới nha các bạn nha. Ok, the new game man ban. Ok, bây giờ mình sẽ cho quả trứng vào miệng con Ovelabird này nhá. Ồ, nó vẫn chưa hiện này. Kể tiếp theo sau đó mình sẽ đi tìm quả trứng khác nhé các bạn nhé. Ok, mình sẽ khám phá cái map gạt tử này nhé. À, chắc phải lên đây. Oh goody, an egg. It's just like Easter. Thank you, mysterious hand from inside the eggplant bird. Ok, tiếp theo sang map gạt tường bên đây, mình chuẩn bị mở cái map bên kia nhé các bạn nhé. Và mình sẽ cho máy tính. Wow, this tool of absolute destruction is very heavy. I sure hope it isn't too hard to move while carrying this tool of absolute destruction. Ok, bắt đầu di chuyển cho bên kia. Tô màu cho các nhân vật bên đây nhé các bạn nhé. Để Ulaper này. Wow, fun technology. Ok, di chuyển qua bên kia nhé các bạn nhé. It appears to be some kind of puzzle. Wow, wow. Technology. Tô màu cho các nhân vật này nhé các bạn nhé. Technology. Ok, mở bắt đầu lấy cái thẻ này nhá. Wow, an orange key card. Okay, còn I'm looking for little Timmy. Have you seen him? Is little Timmy food? No. Whoa, technology. Whoa, technology. I am whoa. Going technology. To consume you. Oh no. Where has that rambunctious little scamp run off to? I must go and find little Timmy in the garden of banana. Bị rơi xuống kia, bắt đầu phải chơi lại các bạn ạ. It seems I cannot proceed to these doors without some kind of key card. I wondered where the required key card is. I have found the required key card to get through the door that required a key card to open. I can now open the door that required. Ok, phiên bản này hơi bị lag một chút. Mình sẽ bỏ qua và mình sẽ chơi sang phiên bản khác đi nhá. Man Ban Chapter Like Tranger. Man Ban Chapter Like Suvivan. Chapter 2. À, thế sang bên kia nhé các bạn nè. Đây phiên bản Man Ban Like Chapter 2.
chờ cho tao ăn trước nha, chơi từ đầu đi cho các bạn xem. Wow, con Zumazot xuất hiện. Ok, bắt đầu chúng ta đổi món ạ. Ok, nó đã bị nhốt trong đây rồi. Tiếp theo sau đó mình sẽ sang bên kia này. Cùng đi sang đây nha các bạn nha. Oh, trượt tay mất. Ok, sẽ bắt đầu lại nè. Wow, what up, dĩ giờ sao Zombozo xuất hiện. Ok, chạy mau. Sau đó sẽ di chuyển theo cái tiền cái cửa nhé. Ok, mình sẽ mở vào cái nút này nhé. Rồi sau đó sẽ phải quay lại cánh cửa bên kia. À, con Nam Nam xuất hiện này. Nó chạy rồi. Ok, sẽ di chuyển qua bên kia. Sau bên đây để lấy cái thẻ nó các bạn nhé. Nam Nam kìa. Quay qua lại bên đây. Tiếp theo sau đó sẽ mở cánh cửa bên đây nhá. Hey, đây rồi. You there? I can see on the cameras. I am so happy to see you. I need your help with something. Ủa, đây có màn hình nè. Wait, can you hear me? Có con tức kinh tô mà. Oh my god, I'm so glad you're here. I thought this was the end. I was looking around and walked into the security room. Okay, then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. I know why you're here and I can help you, but you've got to get me out of here. Sweet. Now you can go down to the maintenance room. Remember, you're looking for a light blue key card. Luck and thank you. Ô, cửa này vẫn chưa mở này. Ơ, sao vẫn chưa mở được cửa kia? Mình sẽ mở xong một cửa này nhé. Cửa này sao vẫn chưa mở này. Ok, mình sẽ quay lại xem này. Hình như còn thiếu. Chưa mở cánh cửa bên kia sao rồi mình sẽ quay lại nhá. Okay, bên đây có một cánh cửa này. Ok, bị trượt chân mất. Ok, tiếp theo sau đó mình di chuyển sang chơi Ben Ben Zikanatin.
Ok, các bạn đợi một chút nha. Bật lên nào. Đây là trò Ben Ben Zikanatu, một phiên bản remake của Gatu Ben Ben. Ok, select chapter 1. Trong đây nhạc quả trứng ở trong các góc này nhé các bạn nhé, trong cái ống cống này nè. Ok, mình sẽ xuống đoạn cuối luôn nhé. Ồ, trong đây toàn hình con mắt của cái con Ben Ben Zikanatu. Tiếp theo sau đó mình quay lại cái cống thứ hai kia nhá, để lấy tiếp. Let's go. Ok, sang ống cống bên này. Lấy một quả trứng còn lại ở trong đây nhá các bạn nhá. Xa xa kia là nhìn thấy ánh mắt của con Obilapert này. Nó vừa chạy thoát luôn. Đây, bên trong đây có một quả trứng này. Tiếp theo sau đó mình sẽ quay lại cái garden, cái sân đầu tiên nhá. Rồi cho các quả trứng đã thu thập được cho vào giỏ nhá. Left play, xe smile. Đâu rồi? À đây, sẽ quay lại bên đây nhá. Đi qua các cống này hơi lâu, mất thời gian một chút. Tiếp tục di chuyển.
Okay, tiếp theo sau đó mình sẽ quay sang này. Chuẩn bị gặp con Obelabert Jicanatip nhé. Con Obelabert mới. Ok, bây giờ ra đây chuẩn bị gặp con ra phát gặp nó luôn này. Rơi xuống đây rồi. Chuẩn bị gặp con rùa mùa rốt này các bạn. Ok, tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang Ben Ben Story in the Block. Để mở lên nào. Đang loát vào game nhé các bạn nhé. Hơi lag một chút. Ok, mình sẽ select lại nhé. Hơi lag một chút. Mình sẽ mở và chơi lại nhé. Lên nào. Ok, và zoom. Ok, chuẩn bị bắt đầu vào game nhá. Ồ, sao màn hình đen xì thế nhỉ? Các bạn đợi một chút nhá, xem nó đã load vào game. Ồ, sao màn hình đen xì thế nhỉ?
cái ảo thế nhỉ? Mình sẽ thử select lại nào. Ok, vào lại game nhé các bạn nhé. À đây rồi, vào được rồi. Ok, bắt đầu đi làm nhiệm vụ nha các bạn nha. Mình lấy cái thẻ nào. Nó vật kia vẫn đứng yên đây này. Ok, lấy cái remote này. Đi sang đây tìm cục pin nhé các bạn nè. Ok, gọi cái đĩa bay nào. Sau đó cho đĩa bay đập vào cái nút này nhé. Đây, bắt đầu di chuyển sang bên kia gặp con Obelabert để tìm kiếm các quả trứng nhé. Đây có một quả trứng này. Cách chơi cũng giống hệt ở trong trò ca tử men men trên Net Team nhé các bạn nhé. Đây bắt đầu cho trứng vào miệng con Ovilabert này nè. Okay, bắt đầu lấy thẻ vàng sang bên kia. Okay, bắt đầu lấy cái búa bên đây nhá. Đó, di chuyển qua bên này. Nhân vật kia vẫn còn làm nhiệm vụ kia. Mình đã làm xong rồi mà không đi theo. Sau đó mình sẽ chạy sang đây tô màu cho các nhân vật bên đây nhé. Ok, bắt đầu sang bên đây. Di chuyển qua bên này nào, chuẩn bị tí nữa con Obelabert nó sẽ sang đuổi nhá các bạn nhá.
Bắt đầu tôi mở cho em bật bên đây nào. Còn overlapper này sang màu hồng nhé. Đây sẽ là màu cam. Và màu xanh blue. Còn stinger sẽ là màu cam nhé. Ok, overlapper đã chuẩn bị sang này đã. Có một nhân vật đang đi chơi của mình đây rồi. Ok, overlapper nó đang chạy sang đây này. Chuẩn bị xuống đế bay. Đập vào nút đỏ này nhá. Ok, let's go, chạy mau. Ok, đã tiêu diệt xong con Overlord kìa. Tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang chơi Captain of Ben 1 trên S-Team. Bật lên nào. Con Zomozot này. Thế sau đó sẽ sang đây. Tô màu cho các nhân vật tiếp này. Rồi con Olabert, à con Zom. Zomozot nó sẽ sang đuổi nhá các bạn nhá. Đây sẽ là màu xanh. Overlord sẽ là màu pink. Cảm ơn. Garden Fail sẽ là màu xanh blue à. Ok, bắt đầu đợi con nào. Dùng một rốt nó chuẩn bị sang nhé các bạn nhé. Ok, nó đang bắt đầu sang đây rồi. Bây giờ mình sẽ phải trốn thoát khỏi con Zomozot này nhá các bạn nhá. Ok, let's go. Bị rơi xuống kia. Theo sau đó mình sẽ gặp tiền Ben Ben Chu. Sẽ gặp con Overlord nó sẽ đuổi mình nhá các bạn nhá. Mình sẽ quay cảnh giam ke Overlord đuổi cho các bạn xem. Loát game. Ok, tiếp tục. Cho đến bài rồi vào đến tiếp nha. Ok,
Okay, sẽ vào đây xem con Ubrabot nó đuổi nó. Chạy ra mau nè. Quick, in here. Ubrabot đuổi nè. Nó đang đuổi. Okay, chạy mau. Okay, lần này mình sẽ chơi lại nha. Blue TV cho đây. Ok, mình sẽ bỏ qua đi, mình sẽ sang chơi trên MyClub đi. Benbenchu in my club. À đây. Vừa gặp con Nắp Nắp ở phần trước xong. Mà mình sẽ chuyển sang đây gặp con Benben nữa các bạn nhé. Vừa lấy được Bulky đây rồi. Thế nhé vào đây xong nó. Thế vào đây gặp con Benben. Đây là con Benben. Ok, tiếp tục xong map bên đây. Active nào. Ok, chuẩn bị gạt cái cần này xuống nha. Đây là map gặp con Captain Phil. Đây, con Captain Phil này các bạn. Rồi, đẩy rồi. Đây, xác của nó. Bắt đầu xếp vào đây nhé. Okay, lấy được cái nút kia rồi. Mình sẽ cho cái nút vào đây. Okay, bắt đầu xăm map bên đây. Okay, sau đó sẽ lên tường chuẩn bị gặp con Obelabert ở đây nhé các bạn nhé. Ok, sẽ sau này gặp con Obelabert nó sẽ chuẩn bị ra nhé các bạn nhé. Ô, cho đây nó ra. À đây rồi. Nó ra đây rồi. Ôi, nó đuổi. Ok, mình sẽ quay lại rồi. Con nó kia là bớt nó đuổi. Ôi, nó chạy trên kia đi ạ. Ok, là vớt. Vẫn bị nó mặt. Ok, sẽ còn lại nhé, các bạn nhé. Ok, chạy mau. Ồ, vẫn còn kịp.